1. SYM Elegant 110 với giá 17,4 triệu đồng. SYM Elegant 110 là một trong những mẫu xe máy dung tích trên 100 phân khối có giá rẻ nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, Elegant 110 là sự lựa chọn hàng đầu cho sinh viên, vốn ưu tiên một chiếc xe máy giá rẻ, gọn nhẹ, tiết kiệm. Hiện thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM phân phối một phiên bản Elegant 110 phân khối duy nhất với giá bán niêm yết 17,4 triệu đồng. Thứ hai là Honda Way Alpha, giá từ 17,8 triệu đồng. Nhắc đến xe số giá rẻ chất lượng, không thể bỏ qua mẫu xe Way Alpha của Honda. Với kiểu dáng đơn giản, trẻ trung và tiết kiệm nhiên liệu, Way Alpha được đông đảo sinh viên lựa chọn như một phương tiện để di chuyển đi học, đi làm thêm hàng ngày. Way Alpha sử dụng động cơ 110 phân khối, được hãng xe Nhật Bản giới thiệu với 3 phiên bản chính, bao gồm tiêu chuẩn, đặc biệt và cổ điển, cùng với giá bán niêm yết từ 17,8 đến 19,2 triệu đồng. 3. Yamaha Sirius với giá 18,5 triệu đồng. Yamaha Sirius là dòng xe số lâu đời, được đông đảo người trẻ, trong đó có sinh viên tìm mua để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ưu điểm của Sirius là thiết kế trẻ trung, bền bỉ, với nhiều tùy chọn phiên bản và màu sắc cho khách hàng lựa chọn. Yamaha Sirius có tổng cộng 6 phiên bản, là sự kết hợp của tùy chọn phanh đĩa, phanh cơ, vành đúc, vành thường và động cơ 110 phân khối phun xăng điện tử FI, chế hòa khí. Giá bán các phiên bản dao động từ 18,9 đến 23,9 triệu đồng. Cuối cùng là Honda Blade, giá từ 18,9 triệu đồng. Blade cũng là dòng xe máy số giá rẻ được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế trung tính, thích hợp cho cả nam và nữ, là sự lựa chọn tốt cho sinh viên với nhu cầu cần một chiếc xe giá rẻ, bền, tiết kiệm nhiên liệu. Honda Blade sử dụng động cơ 110 phân khối, đang có mức giá niêm yết cho 3 phiên bản, tiêu chuẩn đặc biệt thể thao, dao động từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.